Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, vở bài tập toán 4, tập 1. Bài 2. Ôn tập về hình học và đo lường. Trang 7, 8, 9, tiết 2. Bài 4. Viết nhiệt độ ghi trên mỗi nhiệt kế sau. Bài tập 4 này chúng ta quan sát thấy có 4 nhiệt kế. Đấy. Nhiệt kế A, chúng ta thấy là cái vạch thủy ngân cao từ vạch 0 cho đến số 10. Như vậy, nhiệt kế A này là 10 độ C. Chúng ta viết 10 độ C vào chấm 10 độ C. Nhiệt kế B, cột thủy ngân chỉ mức gì? Từ 0 đến 10 đến 20, 20 giữa 20 và 30, tức là 25. Như vậy, nhiệt kế B chỉ bao nhiêu? Chỉ nhiệt độ là bao nhiêu nhỉ? 25 độ C. Nhiệt kế C chỉ bao nhiêu độ? Chỉ 40 độ. 40 độ C. Và nhiệt kế D, nhiệt kế D là nhiệt kế hình tròn. Trên nhiệt kế này cũng có các số, đấy, có các số 0, 10, 20, 30, 40, 50. Đấy, 30, âm đây là, chỗ này là âm 10 độ, âm 20 độ và âm 30 độ. Nhìn vào nhiệt kế chúng ta thấy là nhiệt kế C, nhiệt kế D chỉ bao nhiêu độ? Chỗ này là 20 mấy độ nhỉ? 22 độ C. Bài 5. Nối thẻ ghi cân nặng thích hợp với mỗi hình vẽ sau. Quan sát bài tập chúng ta thấy có 3 hình vẽ và 3 số ghi khối lượng 1kg, 2kg và 5kg. Chúng mình tính toán mỗi thẻ này bao nhiêu kg để chúng ta nối với gì nhỉ? Nối cái thẻ này với mỗi số cân thích hợp. Thẻ thứ nhất chúng ta thấy có 2 gói hoa quả sấy nhỏ. Mỗi một gói có trọng lượng là 500g và một gói hoa quả sấy lớn có trọng lượng là 4kg. Vậy chúng ta tính xem cả 3 gói này có trọng lượng là bao nhiêu kg. 2 gói, mỗi gói 500g. Như vậy thì 2 gói là có trọng lượng là bao nhiêu? Ta lấy 500 nhân với 2 bằng bao nhiêu? Bằng 1.000 gram. 1.000 gram và chúng ta đổi 4kg ở đây là bao nhiêu? Hoặc là chúng ta đổi 1.000 gram. 1.000 gram thì bằng 1kg. 1kg cộng với 4kg bằng 5kg. Như vậy thẻ thứ nhất có trọng lượng là 5kg. 5kg chúng ta nối cái thẻ thứ nhất với khối lượng số 5kg. Tiếp tục thẻ thứ hai chúng mình đếm xem nào. Có bao nhiêu túi lạc rang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 túi lạc rang, mỗi một túi là 250g. Như vậy chúng ta lấy 250 nhân 8. 250g nhân với 8. 250g nhân với 8 bằng 2.000g.
2.000 gram bằng bao nhiêu kg? À, bằng 2 kg. Như vậy chúng ta nối thẻ thứ hai với 2 kg. Tiếp nữa, chúng ta thấy ở đây có các túi hạt điều. Hai túi lớn hạt điều, mỗi túi nặng 450 g, và một túi hạt điều nhỏ nặng 100 g. Trước tiên chúng ta lấy 450 nhân 2 rồi cộng với 100. 450 nhân 2 cộng 100 g bằng 450 g nhân 2 bằng 900 g. Cộng 100 g bằng 1.000 g. Mà 1.000 g thì bằng 1 kg. Đấy, như vậy cái thẻ thứ 3 nặng 1 kg. Chúng ta nối thẻ thứ 3 với 1 kg. Bài 6. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. Hệ thống xử lý nước thải trong một cơ sở sản xuất mỗi ngày xử lý 36.000 lít nước thải được chứa trong 4 chiếc bể như nhau. Mỗi bể chứa số lít nước thải là A. 4.000 lít, B. 6.000 lít, C. 9.000 lít, D. 12.000 lít. Biết rằng 36.000 lít nước thải được chứa đều trong 4 chiếc bể. Bây giờ hỏi xem mỗi chiếc bể chứa bao nhiêu lít nước thải. Biết rằng 4 cái bể đó sức chứa như nhau. Muốn biết một chiếc bể chứa được bao nhiêu lít nước thải thì chúng ta sẽ lấy 36.000 chia cho 4, phải không? Mỗi bể chứa số lít nước thải là 36.000 chia cho 4. 36 chia 4 được 9. Và chúng ta hạ 3 số 0 ở bên phải. 36.000 gì? À, 36.000 lít. Như vậy, mỗi một bể chứa được bao nhiêu nhỉ? À, 9.000 lít. 9.000 lít đó là đáp án C. Chúng ta khoanh tròn chữ cái C. Bài 7. Quan sát sơ đồ các gian hàng của một hội chợ về sản phẩm thủ công mỹ nghệ và cho biết gian hàng nào có diện tích lớn nhất. Chúng ta quan sát đây là sơ đồ các gian hàng của một hội chợ về sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gồm có gốm sứ, sơn mài, điêu khắc, mây tre và đồ gỗ. Muốn biết gian hàng nào có diện tích lớn nhất thì chúng ta quy ước, phải không? Đấy, quy ước mỗi một gian hàng gồm có bao nhiêu ô vuông, bởi vì ở đây là cái sơ đồ này chia làm các ô vuông bằng nhau. Đấy, chúng ta đếm xem mỗi một gian hàng có bao nhiêu ô vuông thì diện tích của nó là bấy nhiêu, phải không? Trước tiên chúng ta đếm gian hàng gốm sứ gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16. Như vậy gian hàng gốm sứ có diện tích là 16 ô vuông, phải không? Gốm sứ Tiếp gian hàng sơn mài gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, sơn mài có 8 ô vuông. Sơn mài là 8. Tiếp tục chúng ta đếm xem gian hàng điêu khắc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Điêu khắc có 12 ô vuông.
Và tiếp tục chúng ta đếm gian hàng mây tre. 1, 2, 3, 4. À cô xin lỗi, đấy, gian hàng mây tre chỉ có 1, 2, 3, 4. Đấy, gian hàng mây tre có 4 ô vuông. Và cuối cùng là gian hàng đồ gỗ gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đồ gỗ có 12 ô vuông. Đấy, bây giờ chúng mình đếm xem là gian hàng nào có diện tích lớn nhất. 16, 8, 12, 4, 12. Như vậy là trong 4 số này thì số 16 là lớn nhất. Đó là gian hàng gốm sứ. Chúng ta trả lời gian hàng gốm sứ có diện tích lớn nhất. Như vậy, bài tập 7 vừa rồi đã kết thúc giờ học của chúng mình. Giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào các con.